Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Binga Studio. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn ca khúc đang hot ở trên TikTok, đó chính là ca khúc Siren của Tờ Linh nha. Trước khi bắt đầu vào bài học thì Bin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể nhấn follow Instagram cũng như là subscribe kênh YouTube của Bin nha. Và đừng quên nhấn vào chuông thông báo để mỗi khi Bin có video mới thì tất cả các bạn sẽ là người xem đầu tiên nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học ngay thôi. Ok, bài này rất là ngắn và dễ thì mình cố gắng học theo nha. Rồi, đầu tiên là mình sẽ cuộn tay lên như này và thả tay xuống chỉ lên như này. Và bật qua tăng, tằng. Sau đó mình sẽ xoay phần tay hai lần. Ok, hai đi. Tăng, 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 tằng. Một, and, hai. Rồi, phần tay mình sẽ đi như vậy ha. Rồi sau đó mình đặt lên, đồng chí là để cái tay lên như thế này. Rồi mình đặt cái phần tay bên trái lên như thế này và đánh hông 1, 2, and 3, and 4, 2, đi. Hông 1, hông 2, hông 3, hông 4, ok. Sau đó mình sẽ đưa phần tay lên 1, and 2. Phần tay phải ở trên trước và phần tay trái. Sau đó mình sẽ làm ngược lại 3, and ok. Rồi 2, đi. 1 and 2 ngược 3 và 4. Sau đó mình sẽ đặt tay qua 5 and 6 đặt 7 8. Phần tay của mình sẽ đẩy qua như thế này, phần hông của mình sẽ tiếp tục đi như thế này nha. Rồi mình đếm lại nha. Lên tay and lùi and ok. 1 2 nghiêng 3 4. Sau đó mình sẽ vuốt tay qua một cái, đặt tay lên và kéo xuống là thế là đã xong rồi. Ok, động tác khá là dễ, mình sẽ đếm lại một lần nữa, sau đó chúng ta sẽ ghép nhạc cái tốc độ chậm nha. 5, 6, 7, đi, chăng chăng chăng, bùm bùm, qua and qua, đồng chí Tờ Linh, tắt lên đồ bước qua and 1, 2 ngược 3, ok, 1, 2, 3, 4, 5 đặt 6 kéo 7 kết thúc, ok, và bây giờ chúng ta sẽ ghép thử nhạc nha. Được rồi đi thôi. Và thế là chúng ta đã hoàn thành xong ca khúc Siren của Tờ Linh rồi. Thì Bin rất là mong thông qua video lần này tất cả các bạn sẽ có thể hoàn thành được vũ đạo nha. Nếu trong quá trình học mọi người có cảm thấy khó khăn hoặc là muốn Bin làm video hướng dẫn mới nào thì hãy comment ngay bên dưới để Bin có thể biết nha. Và cuối cùng là đừng quên like và share cho video giúp Bin nha. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.